Mình xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp tục cái clip thứ bảy hôm nay, chúng ta sẽ nói về cái thần pháo đi tiên, cải cách mới. Ở cái clip thứ sáu vừa rồi, ngay ngày Noel thì các bạn đã xem rồi, thì mình làm nhanh lại cái chỗ này chút xíu để chúng ta tiếp tục với cái hình trận là bổ sĩ phải, tức là con sĩ 4. Rồi ở đây mình xuất quân, thì tại sao cứ mỗi lần quay clip thì mình phải xuất quân lại để cho các bạn mà mới vào thì có thể nắm bắt, còn các bạn mà coi thường thì các bạn có thể thuộc luôn cái khai cuộc thì chúng ta sẽ dễ chơi hơn. Thì như mình nói ở clip thứ sáu, tới đây mình làm tiến binh này nè, thì clip thứ bảy này vẫn là tiếp tục với cái biến đánh này, tại vì biến đánh này vẫn chưa hết các bạn. Rồi còn cái biến đánh này nè, biến đánh mà tạc pháo tam bồ hổ thì mình sẽ làm sao ha. Rồi tới đây mình vẫn là phi mã lên, thì bên kia sẽ là tiếng pháo kích đấu. Rồi như vậy thì ở đây mình vẫn tiến binh năm ha. Nếu mà các bạn thấy ở đây mà người ta chấp nhận đấu liền, chấp nhận đấu liền thế này, thì mình có con chốt đầu qua sông rất là mạnh. À, lúc này người ta tuy rằng có thể là sức xe nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì mà cái hình trận của mình cả. À, nếu mà người ta chấp nhận đấu sớm, mà thường thường cũng có những bạn vô máu đấu rất là nhiều, cho nên là đấu sớm. Sẵn mình làm luôn cái hình đấu sớm này. Rồi như vậy là mỗi bên xuất được con xe phải. À, cánh của mình thì lên được hai mã. Ở bên kia còn một con mã ứ động, như vậy ta sẽ phát triển mã lên. Lúc này mình lại tiến xe. Ở đây hai biến đánh, các bạn thấy biến đánh là phi xe phi mã lên để mà chuẩn bị mà thúc chốt đuổi xe, hoặc là chém chốt để mà ăn pháo. Và cái biến đánh khác nữa là bình xe để kích đổi. Thì tới đây mình chọn cái biến này trước đi ha, biến này trước đi. Thì khi mà người ta phi mã lên, cái ý đồ là gì vậy, là thúc chốt đánh xe, hoặc là dùng mã đạp xuống chốt để đánh phá luôn con pháo của mình. Thường thường mình thấy các bạn chơi là tới đây các bạn cầm xe chạy qua đây là nhiều nhất. Thật sự cái nước này mình cứ nghĩ mình đè được quân ta, không phải đâu các bạn. Đây là một cái hình trận bình ổn, mình không có ưu thế gì nhiều. Tới đây người ta hồi mã. Ở đây các bạn có thể là đánh đấu pháo đầu, cũng có thể là tiến chốt một. Mà nếu các bạn tiến chốt một thì các bạn sẽ bị gài quân đánh rất là nguy hiểm, bị lỗ quân rất là dễ. Ví dụ tiến chốt một thì người ta sẽ nổ pháo các bạn liền. Dùng tượng ăn nào ăn lên là chuyện của mình, nhưng mà người ta cần quăng mã, các bạn thấy mình thiệt quân liền. Cho nên biến chốt, cái biến đánh mà biến tiến chốt một xuống là cái biến đánh là không không thể ha. Còn biến đánh mà nổ pháo xuống để kích đấu thì tới đây đơn giản người ta phát triển mã lên luôn. Ở cho dù các bạn có chạy xe vào đây kè con mã nào cũng được, thì người ta vẫn có thể chạy mã bình thường, thì lúc đó con mã ta chạy lòng vòng cũng vẫn là cân bằng thôi, rất là khó thắng hình trận này. Cho nên là gặp cái trường hợp mà mã phi lên đây á, các bạn đừng có chạy xe qua đây nữa, mà các bạn gài một cái bẫy nhỏ là chống sĩ lên. Tại sao mình nói là cái bẫy nhỏ? Đây là cái nước mà người ta không thể nào dùng chốt để dùng mã bắt xe được. Nếu mà thúc chốt để dùng mã bắt xe thì chốt mình sẽ đọt mã liền, mình chống sĩ làm về trung lộ rồi. Nên đây là nước bắt buộc là mã hoặc là quay về, hoặc là tiến xuống để chém chốt thôi. Thì 100% là tiến xuống chém chốt. Đây là mình nghĩ chắc ai cũng đánh nước rồi này. Đó thì sau khi người ta chém chốt, người ta sẽ dính vào cái cạm bẫy gì, mình sẽ đánh tử con mã này. Đây mình sẽ chém pháo đầu nghe. Ở lúc này chém pháo đầu để cho mã này mất vị trí tấn công, ép người ta tường phải búng lên. Lúc này các bạn không bình xe qua bắt con mã này, mà lại chơi thối xe về bắt mã này. Ở đây là một cái bẫy nhỏ như mình nói từ lúc đầu đó, là để đánh giăng bẫy ra, đánh tử mã này. Ở đây có hai phương hướng cho con mã thôi, một là quay về trung lộ, hai là tiến chốt giữ. Còn tuy nhiên cái biến đánh mà tiến xe để bắt lại mã là không được nha các bạn, tại vì mình có đòn là tiến xe lên kích đấu nha, cho nên là còn hai biến này thôi. Thì nếu mà chơi cái biến mà tiến chốt, lúc này mình lại phi mã lên, các bạn thấy là mình dễ dàng phát triển quân. Và các bạn thấy con chốt này không thể chạy ha, chạy chốt là mất mã. Và tới đây người ta có thể là chơi thăng xe lên đây, để khi mà mình dùng mã đạp chốt thì người ta sẽ quay mã về trung lộ, rồi có thể quay về đầu tường. Và để phòng thủ con mã, mình nhảy xuống một trong hai lộ này, thí dụ như thế này, thăng xe lên đây thì mình chém chốt, mã này quay về, mã này quay về đây. Các bạn thấy quay về đây là để con xe lên cái án ngữ hàng này, một là hạn chế con chốt mình tấn công, hai nữa là con mã mình không thể phi xuống được. Nếu mà mình có phi xuống đây thì người ta chỉ cần bình xe qua cản thôi. Ở nhưng mà tới đây mình lại chơi đòn là tiến xe kích đấu. Đây là cái đòn mà có thể là người ta sẽ bất ngờ hơn, người ta sẽ không nghĩ là mình sẽ kích đấu ở nước cờ này. Và ở nước cờ này cũng cho người ta hai lựa chọn thôi, một là đấu, hai là tiến xe xuống đây. Và nếu mà tiến xe xuống đây là một sai lầm các bạn, tức là con mã này như mình nói dính vào cái bẫy này sẽ bị đánh tử. Mình phi mã xuống đe dọa chiếu bắt xe thì ép người ta phải chạy xe, có thể là tiến một,
để hạn chế nước chiếu thì lúc này mình lại đánh về mã giữ luôn chốt này. Thì con xe này vừa không có tác dụng ăn được chốt mà vừa lỗ con mã, thì ở hình thế này thêm con chốt đầu sang sông là 100% thắng nha các bạn. Rồi, đó là cái nước mình nói sai lầm là tiếng trước đây. Vậy cái nước thứ hai nữa là người ta sẽ bình xe chấp nhận đấu. Thì cũng vậy, mình sẽ dùng mã để ăn xe và dọ cái nước là chiếu bắt tiếp xe biên. Và lúc này xe có thể là tiến lên hai nước hoặc là bình ra chứ không có nước khác. À, nếu mà tiến lên hai nước mình chiếu con ngang thì cái nước bình ra là cái lựa chọn tốt nhất của bên đen. Lúc này mình cho tướng xuất chinh liền ha. Đó, thì khi tướng đã xuất ra ngoài thì mình búng tượng lên, mình thêm được một tiên cờ là mình xe chiếu để mà đe sát buộc bên kia phải xử lý. Thì nước xử lý duy nhất lúc này có thể lên tướng và chống sĩ thôi, ngang chống sĩ đi, thì mình bình xe vô để đe sát tiếp thì sĩ phải bổ lên. Cũng vậy ha, cũng quay mã về để mà đánh tử. Thì cho dù là nãy lên tướng cũng vậy thôi nha các bạn, cũng là bị cái nước này. Ví dụ mình trở lại cái đoạn này rồi, ở như đây nè, không chống sĩ mà lên tướng cũng vậy các bạn. Mình bình xe chiếu tướng, sĩ quay về. Đó, lúc này mình thối mã đe sát cũng buộc sĩ này phải chống lên. Đó, lúc này mình đọt mã, các bạn thấy là kiểu gì cũng thua hình nè. Đó là một cái bẫy mà mình nói là từ đây. Đó, thì như vậy thì cái nước chốt mà tiến xuống là các bạn thấy là mình vừa nói à, không được. Còn nếu mà con mã quay về đây thì xe mình đơn giản theo thôi ha, thì mã này không còn đường để chạy ha. Rồi mình trở lại từ cái đoạn này. Đó, thì các bạn thấy từ lúc mà tao phi mã lên đó, cái bẫy mình dăng ra là chống sĩ chứ không có bình xe qua bắt mã nữa nha. Rồi như vậy thì cái đoạn này mình bỏ qua đi, giờ người ta chơi đoạn đấu xe. Đó, từ đây người ta không có phi mã lên cửa hè, thí dụ như người ta có nghiên cứu hoặc là người ta đã từng gặp, từng bị, từng biết đi. Đó, tức là từng bị cái đòn này phi lên đã từng bị gài cái bẫy đánh như vậy, người ta biết là ra đấu xe. Tại lúc này mình mà ăn đấu thì mình không còn gì nữa, ở xe này mình ra khó lắm ha. Lúc này mình phải vô này, vô đè mã, lúc này người ta thăng xe lên những mã. Ở tới đây mình mới chơi là phi mã lên để mình đánh mã giao. Thì các bạn khi mà mình giao chân lên thì nước sau mình đe dọa là phi thẳng xuống đây để mà đánh mã. Ở đây các bạn thấy bên kia đi chỉ có thể là tiến xe xuống eo này mới khống chế được cái lộ ra của xe này thôi. Ngoài ra còn có thể là mình qua đây để mà bắt mã đánh chốt gì đó không quan. Hoặc là có thể là tiến lưng chừng ở trên cửa hè sẽ không làm được gì, cho nên xe sẽ tiến sâu luôn, sẽ có cái vị trí đánh nhiều hơn, thông thoáng hơn. Và tới đây mình phi mã lên đuổi mã anh thường, mã anh kia rút chạy, nó buộc phải rút chạy tại vì không thể giao lên trung lộ được ha. Tới đây mình lại đạp pháo đầu đó, mình tiếp tục đánh pháo đầu. Ở đây tượng người ta sẽ bổ lên ăn lại pháo thì mình sẽ đè con mã bên đây và tiếp tục mình những cái đòn quấy rối làm cho người ta quân phải thối về hết ha. Mình lại phát triển thêm, cũng chỉ là xe pháo mã thôi, xe này hoàn toàn ứ động nhưng mà với cái hình thể tấn công này các bạn thấy rất là mạnh, mà cặp xe bên kia không thể làm được gì ha. Ví dụ mình đi thêm vài nước nè, xe bắt tượng đi, mình tiến chốt để bắt lại tượng, ghi đọt tượng đó, mình tiến mã chứ không có dùng chốt đọt tượng liền nha. Có nhiều bạn dùng chốt đọt tượng liền nhanh lắm. Ở lúc này tao phi mã lên đuổi xe, phi mã đuổi xe thì ép xe mình chạy rồi, chạy mã đi. Ở lúc này người ta lại chơi thối xe về phòng thủ, tại vì nếu mà chốt mình đánh xuống thì tượng đánh lên mã ăn xuống thì con xe ăn vô, nhưng mà mình vẫn ăn bình thường ha. Tới đây tượng ăn lên, mình lại có một đoàn phế quân tiếp theo. Như các bạn thấy ở cái clip thứ sáu, clip vừa rồi rất là nhiều đòn phế quân về xe, thì ở clip này cũng vậy các bạn, cũng có những đòn phế quân ở bình xe ra để phế không xe này. Tức là xe này có thể lựa chọn là ăn xuống đây và có thể lựa chọn bình vô bắt mã, có thể lựa chọn thối xe về để chuẩn bị cảm tử vô pháo đầu, có thể lựa chọn xuất tướng. Ở trong bốn lựa chọn này mình sẽ làm từng lựa chọn một ha. Thì ở đây cái lựa chọn mà thối xe về bắt pháo và bình tướng là hai lựa chọn yếu, cho nên là mình không có làm, mình làm hai cái lựa chọn này ha, mình vào bắt lại mã và đấu xe thôi. Nếu đến đấu xe thì lúc này mình tiến chiếu ép mã phải quay về các bạn, đây là nước duy nhất. Thì lúc này mã trên mình đạp tượng, đây là lý do mình phế xe, xe rời khỏi vị trí này thì mình đạp tượng, nước xa quăng đây sát cuộc thấy nhưng không thể đỡ được. Đó, cho nên từ đó mà phát sinh có cái đòn mà xe thối về đi chuẩn bị cảm tử vào pháo là như thế. Đó là đòn này, mà nếu mà từ đây thì không kịp ha, nếu từ đây sẽ bị mình ăn xe trước thì cảm tử vô cũng chỉ thua.
Còn cái đòn mà bình tướng ra cũng vậy các bạn, giống nhau ha, bình tướng ra mình đọt xe là tao thua. Như vậy thì nếu mà chạy xe vào bắt lại con mã thì lúc này mình lại đọt mã phía dưới, tan mã trên, mình tiến chiếu. Xe này quay đầu, mình tấn xe 1. Đó lại là kết thúc ván cờ mà bên kia không có cách nào chống đỡ. Rồi mình trở lại chỗ này chút xíu nữa. Như vậy là từ đây các bạn, tức là tao chấp nhận đấu trước thì cái hình cờ có thể diễn biến giống như mình vừa vừa giải bài qua. Như vậy tới đây người ta vẫn để yên và phát triển mã, giống như cái clip ở clip vừa rồi, clip số 6 thì tới đây phát triển mã chưa có biến chuyển nhiều. Tới đây mình xuất xe thì ở clip thứ 6 là tới đây người ta thúc binh luôn và mình mới tiến xe xuống cái hàng này để mình quản lý. Bây giờ cái biến ở cái clip thứ 7 này thì ta chơi biến là bình xe ra đây canh pháo trước. Ở lúc này mình lại phi mã lên để hạn chế trường hợp mà ta tiến pháo xuống để mà không tỏ xe với mã ở đây rất là khó chịu. À, rồi tới đây người ta tạt pháo bắt xe, lúc này là cái lúc mà các bạn lựa chọn đúng hay sai nè. Tức là các bạn nếu mà bình xe ra đây, nếu các bạn bình xe ra đây người ta sẽ đánh xe xuống ngay và mã mình phải hồi về. Lúc này người ta lấy lại một tiên cờ các bạn, tức là mã quay về vị trí và xe người ta xuất ra hoàn toàn không mất một nước cờ nào hết, tức là người ta lấy lại một tiên cờ trong khi các bạn đi tiên. À, giờ mình nói như vậy cho các bạn mới dễ hình dung nè. Mình xuất xe ra, nếu mình chạy ngang khóa này mình xuất xe ra, ta đạp xe nè, mã ăn về thì rõ ràng con mã này chưa từng đi, con xe bên kia người ta đã đi nhưng mà người ta hoàn toàn đã đánh đấu được một con xe của mình và con mã của mình về vị trí cũ. Đây gọi là bị cướp lợi tiên các bạn, đó là mình nói cho các bạn mới dễ hiểu ha. Cho nên ở đây mình nên lựa chọn là phóng pháo ra để chiếm lại đánh đấu ở đường này, chốt ăn lên thì lúc này mình lại có chốt 5 qua sông. Ở con chốt 5 rất là hữu dụng nếu bạn trong cái lực cờ mà tương đối và các bạn có đánh cờ tàn hoặc có luyện cờ tàn thì lời một quân chốt là một ưu thế rất là tốt về sau. Và tới đây người ta có thể là tiến chốt lên, mở thông lên, có thể là phi mã lên bằng chốt mình chưa ăn ra được, thì lúc này mình lại tiến xe qua cửa hàng. Ở đây người ta có thể chơi là tiến xe qua để kình lực, còn nếu mà phóng mã lên sẽ dính cái bẫy như mình nói lúc nãy. Nếu mà từ đây mà phóng mã lên đúng y như lúc nãy các bạn, mình bổ sĩ lên ép con mã này hoặc là về hoặc là nhảy xuống đây, và nhảy xuống đây thì như cái diễn biến nãy mình đánh đó, nó y vậy luôn. Cho dù là vô tới chung cuộc rồi nhưng vẫn vậy, mà đôi khi các bạn nhận không ra, tới đây người ta phi mã các bạn lại không biết đánh như thế nào, các bạn lại cầm xe chạy qua đây nữa. Các bạn nhớ chỗ này nha, ở cái tình huống này các bạn nên chống sĩ lên đuổi mã, dùng chốt đuổi mã. Ở đây mã quay về sẽ bị đè ngợp, còn nếu mà phóng xuống đây thì dính cái bẫy như mình nói đó, phát pháo xuống đây trước tượng bổ lên rồi mới quay về bắt tử mã này đó, lợi quân lợi thế. Cho nên ở đây người ta sẽ không để dính cái đòn đó mà ta sẽ xuống đôi công. Lúc này bình vô bắt mã, ta sẽ ăn chốt bắt lại mã, tức là đang đôi công luôn. Ở lúc này các bạn không nên ăn con mã này để đánh đấu nha. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy được cái ưu thế của chốt đầu là nó như thế nào. Tới đây mình phát pháo xuống chiếu tướng, buộc tường vang lên, lúc này phi mã lên giao chân. Thì các bạn thấy hoàn toàn lúc này sau khi con pháo đầu được đánh đổi đi thì cái quy lực của con chốt đầu lúc này rất mạnh và khiến cho cặp mã này hầu như là không thể di chuyển. Và ở đây cái tiên cờ tiếp theo mình có được nữa là bắt mã này. Các bạn thấy nếu mà các bạn đánh thường thì các bạn như ở đây mình có nói chỗ là tượng nào ta ăn lên cũng như nhau nha, cũng cũng là phi mã lên trung lộ các bạn. Các bạn đừng thấy nghịch một con tượng thì các bạn không biết đường đánh. Thì thường thì tới đây chúng ta cướp thêm một tiên cờ, mà con chốt này các bạn thấy là con mã này rất là khó lên, chỉ có thể phát triển bên biên thôi. Mà ở đây cái tiên cờ này thì bên kia phải giữ này, đây là cái nước duy nhất. Ở lúc này mình lại chống sĩ để chuẩn bị cho cái bộ thủ lại, làm gì làm phải thủ lại. Lúc này người ta có thể là phát triển mã lên, một là tránh trường hợp mà xe quay ngược qua đây để đè, tại vì con mã bên đây đã có chân giữ rồi, mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là gì, mình qua đây đó, cho nên là ta sẽ phóng lên thoát. Lúc này mình lại xuất xe mã bay xuống, đây là nước đương nhiên. Lúc này mình lại chơi phi mã xuống đánh đuổi mã phía dưới, tiếp tục ép à, tiếp tục ép mã này về. Đó, tới đây người ta có thể không về thì người ta chỉ chọn cái lựa chọn cái biến đánh là thối mã về bắt chốt. Nếu như không chọn mà biến đánh thối mã, nếu mà chọn cái biến đánh này, là tại sao có biến đánh này, thật chất cái biến đánh này nó mạnh hơn biến đánh là chạy mã các bạn. Tại vì sao, tới đây nếu mà các bạn mà dùng xe ăn xuống, nó dùng xe ăn xuống như thế này,
người ta đơn giản chỉ là chấp nhận đấu thôi, và đánh con dạng chốt đầu và đánh qua đây cái cuộc cờ hòa rất là dễ. Còn nếu mà các bạn không dùng xe ăn xuống mà dùng mã ăn xuống, thì lúc này cũng đơn giản là người ta đạp về chốt đuổi xe, thì xe này chạy bất cứ đâu ta cũng lấy lại mã thôi. Nếu mà xe chạy vô trung lộ bắt mã thì người ta có đoạn là quăng mã xuống đe sát, nó kiểu gì người ta cũng lấy lại được quân. Cho nên cái nước này thật chất mới là cái nước mạnh hơn là cái nước chạy mã. Nên tới đây ở hai lựa chọn là xe hay mã ăn xuống thì không được, mà các bạn nên lựa chọn là binh năm mình tiến xuống. Ở đây là lựa chọn tối ưu nhất, vì mã người ta cũng chỉ có về trung lộ thôi chứ không có đi đâu rồi. Tại vì ở đây khi mã này ăn lên thì xe ăn vào ha, còn mình đang đe tượng nữa. Tới đây mã người ta phải buộc phải chạy về trốn tránh để kích đấu mời đổi xe, mình tránh đổi ha, cờ mình đang ưu thế thì tránh đổi mình ra đi. Ở lúc này người ta lại về mã trung lộ và nước sau có thể là phi xuống đây một trong hai lộ này để chuẩn bị cho đòn đánh con sát. Thì lúc này mặc kệ ha, mình đọt tượng, mình đạp tượng thì bên kia nếu ăn tượng lên thì mã mình sẽ nhảy tới. Còn nếu mà người ta để vậy mà người ta phi mã lên kích đấu mã này, một là kích đấu để mở đường cho xe này đi, nếu không là xe đi thì mã này tắc tử liền. Mà nếu mình chấp nhận đấu thì xe người ta sẽ ăn lên đây mang tính chất phòng thủ lớn nó, cho nên là mình không nên chấp nhận đấu hình này và cũng không quay mã về, mà các bạn chơi cái nước tiến thẳng xe bắt voi. Đây là một nước cờ rất hiểm mà bên kia có hai lựa chọn thôi, không có lựa chọn thứ ba. Lựa chọn thứ nhất là về sĩ phòng thủ, lựa chọn thứ hai là ăn không một con mã của mình. Nếu ăn không một con mã là tai họa ha, tai họa ập tới liền. Xe đạp tường, sĩ quay về. Lúc này mình đơn giản bình xe qua đe sát mà không thể nào đỡ ha. Các bạn thấy ba xe áp cung này thì cách đỡ hầu như là không thể. Còn nếu mà chọn cái cách về sĩ phòng thủ trước thì lúc này mình lại chơi bình xe vô đè tiếp, bình xe đè tiếp. Và bên kia cũng chỉ có ba lựa chọn lúc này thôi: về mã đấu xe, hoặc là phi mã xuống đe sát, hoặc là ăn con xe qua con chốt này. Nếu mà sau khi mình đánh đấu ở đây xong người ta cũng ăn lại được con mã này. Bây giờ từ lựa chọn một hay lựa chọn thứ nhất là thối mã, về đấu xe, lúc này mình lại không đấu ha, mình bình vào trung lộ bắt mã. Nếu mã này di chuyển thì các bạn thấy hầu như không thể đỡ được ở cái trung lộ này. Còn nếu như mà trường hợp thứ hai người ta ăn xe qua đây, nếu mà sau đòn đánh đấu người ta cũng ăn lại được con mã này, thì lúc này mình lại chơi ăn xe vô tượng, mình bỏ con mã này, mình là người chủ động phế quân. Mà tuyệt nhiên xe không thể ăn mã ha, nếu mà xe ăn mã bình xe qua đây là không thể đỡ ha. Là tiếp tục cái đòn phế mã thứ hai nữa, mình phế liên tục hai con mã để tạo sát. Như vậy người ta sẽ quay xe trở lại để phòng thủ cái đòn này thì sao? Thì lúc này mình cứ đưa thẳng mã lên đuổi xe. Thì các bạn thấy trên cái trục này thì xe chỉ có thể là thối về bắt mã thôi, là nước đẹp nhất rồi, thối về bắt mã. Thì lúc này mình lại có đòn ăn về chốt bắt lại mã, là mình chấp nhận đấu mã nhưng mà đấu mã trên cao. Đó, người ta ăn mã thì mình đọt mã. Rồi lúc này người ta lại chơi thối mã về để tiếp tục kích đấu để mở cánh quân này ra, mình lại không đấu, mình chạy qua sườn bên đây, mình canh nhân sườn bên đây. Ở bốn quân mình đang tấn công này thì mình không dễ dàng để chấp nhận đấu ha. Ví dụ xe người ta có tiến một phòng thủ, có gì chống sĩ gì phòng thủ, thì đơn giản bạn đánh ra biên này người ta cũng không đỡ được. Vừa ăn chiếm thực lợi mà nước sau mình tiến thẳng xuống bắt sĩ mà thấy trước không thể nào đỡ các bạn. Nó thấy trước nước xe mình tiến xuống bắt sĩ, chống sĩ lên thì chốt này sẽ tới ngay. Rồi giờ mình nói qua cái lựa chọn thứ ba là từ đây người ta phi mã xuống. Phi mã xuống là đe sát, mục đích là chiếu tướng đe sát. Thì lúc này mình lại chơi ra tướng trước để tránh đi cái nhịp chiếu. Nếu người ta quăng mã cái đe sát thì quay xe vào phòng thủ. Ở đây là người ta lại có hai lựa chọn tiếp theo là hoặc là bổ sĩ lên, hoặc là bình xe qua cái nước bổ sĩ phòng thủ, hoặc là bình xe qua. Nếu mà bình xe qua chiếu gấp thì mình sẽ kích đấu ngay. Thì sau cái đòn kích đấu này ép bên kia phải đấu ha, nó sĩ mình ăn lên. Thì sau đòn kích đấu này con mã này lại là một tiên cờ tiếp theo mà người ta phải xử lý. Ví dụ như bây giờ người ta lại tiếp tục bỏ chạy về kích đấu nữa, mình phế xe lần nữa ha các bạn, phi mã anh phế xe lần nữa. Và tuyệt nhiên đã không thể ăn xe ha, quăng ăn xe mình quăng ở đây cũng sát, mà quăng ở lộ sĩ cũng sát ha, nói cho nên là tới đây cũng không có phương nào chống đỡ ha. Còn nếu mà tới đây nó để yên vậy là chống sĩ, mà lúc này mình lại chơi phi mã xuống.
chuẩn bị đe sát ở nước này. Tại mình chiếu ở đây thì tướng bung ra mình chiếu đây sát liền. Đó, con chốt mình cứ để đây thôi chứ mình không có đánh sĩ nha. Để phòng thủ nước này, người ta có thể là bình xe vào. Thì lúc này mình lại chơi tiến xe bắt tượng hoặc là chơi phi mã lên bỏ không. Để các bạn chơi phi mã lên bỏ không. Đó, phi mã lên bằng xe này đâu có dám ăn vô. Đó, các bạn thấy ăn vô thì mình chiếu đây sát ngay. Đó, còn nếu mà như trường hợp lúc này người ta lại về mã đấu xe lần thứ ba đi. Đó, mình lại tiếp tục phế lần thứ ba mình bắt tượng. Là con xe này từ đầu các bạn thấy sau khi đè mã rồi là liên tục những nước phế quân. Con xe này không hề để cho bên kia có cơ hội để mà phát triển được xe cánh bên đây hoặc là đánh đấu. Đó, thì tới đây bên kia hết đỡ rồi hả? Và bên kia đánh kiểu gì cũng thua rồi, tại vì lúc này nhập vô tượng là thua. Là mã quân này là sát cho dù ăn xe hay không ha. Rồi thì ở clip thứ bảy này mình làm để mục đích là mình trở về từ đầu chút xíu. Đâu rồi? Sao quá. Khoan mình trở lại đoạn này chút xíu. Đông mất rồi. Đây mục đích là mình muốn bổ sung chỗ này các bạn. Bổ sung chỗ mà người ta tiến pháo kích đấu á. Đó, chỗ người ta tiến pháo kích đấu mình muốn bổ sung cái clip thứ bảy này cho nó đầy luôn cái clip thứ sáu á, tức là clip thứ sáu là tiến lên đây mà không hề chấp nhận đấu. Và sau đó những cái đoàn cờ tiếp theo giống như là phi mã lên đây, mình ra xe bên kia lại thúc chốt, mình tiếp tục tiến xe bên kia lại xuất xe nó. Đây là cái clip thứ sáu là mình đánh sơ bộ là các bạn thấy lúc này là tiến pháo xuống đè và không chấp nhận đấu á các bạn. Còn ở clip thứ bảy này là mình làm chấp nhận đấu. Là từ đây mình bổ sung từ đây. Đó, người ta chấp nhận đấu. Và một cách đấu khác là đấu ở biên. Là từ đây. Đó, mình xuất quân bên kia bình xe. Mình lên mã, bên kia tạc pháo. Đó, cũng là đấu nhưng mà đấu ở đường biên. Đó. Rồi, thì ở clip thứ bảy này mình muốn bổ sung cho nó đầy về cái biến đánh mà người ta tiến pháo đấu, đấu pháo đồng. Để cho các bạn có nhiều nước tham khảo. À, thì qua clip thứ 8 mình sẽ làm cái biến của từ đây các bạn, từ đầu này. Từ cái chỗ từ chỗ này. Oh, sorry. Từ chỗ này các bạn, tức là tới đây có thể lên mã liền, cũng có thể là xuất tạc pháo ra biên để mở quân. Mình phát triển mã bên đây, người ta lộ xe trước. Đó, mình cũng sẽ có thể làm cái biến này ở vào cái clip thứ 8 đi. Clip thứ 7 thì tạm thời tới đây thôi nha các bạn. Là bổ sung đầy thêm cho cái clip thứ 6. Các bạn mà có theo dõi trình tự thì các bạn có thể coi lại clip thứ 6 và kết hợp với clip thứ 7 này nữa, là các bạn có thể nắm được rất là nhiều cách đánh. Vâng, thì tới đây mình sẽ tạm ngưng clip thứ 7 này. Tới đây xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc tất cả các bạn sức khỏe.